Xin chào tất cả các bạn nhá. Thì mấy hôm vừa rồi anh em mình nhờ một người bạn ở công ty bên cạnh mua cua hoàng đế của công ty nó cho. Thì hôm nay thì đã gửi lên đến nơi nhá. Anh em mình mới nhận được xong này. Bây giờ sẽ mở ra cho các bạn xem nhá. Cua tôm. ba con các bạn cũng không to lắm, anh qua kia một con cũng là một con đấy thôi, chỉ mang sang nhà ta chị ăn nữa là ăn chung đây các bạn ơi, cũng không to lắm đâu, cháo nó to nhìn nó khổng chóc đau nhỉ. Được các bạn đấy, cũng gần mà bạn ở gần nên là cũng không gửi đông nên là cũng hơi mềm. Cua này họ luộc rồi nhá các bạn nhá, luộc rồi ở công ty họ luộc luôn cho rồi, giờ anh em mình chỉ bỏ ra chén thôi. Bây giờ cực kỳ kiếm cái gì bỏ ra bạn rất là có tâm nên là còn gửi cho cả kèm cho bơ này. Hôm nay anh em mình sẽ ăn cho cột tây cua chấm bơ nhưng mà cháo nói gì để tôi kiếm cái đĩa thôi. Tối bê sang các chị em luôn rồi. Bê đâu nào? Ừ, bê để có thùng để bê đâu nào? Ừ. Bỏ luôn con kia ra. Bê chứ là đầu tiên tôi thưởng thức cuồng đế các bạn ạ. Đấy nhá, giờ anh em mình sang bê sang bên các chị em mà cùng nhau thưởng thức nhá. Đây, về đây, các chị em này, mà xem này, cuồng đế này. Được. Wow. Úi xa, thấy chưa? Nhìn nó sao kìa không? Mùa đâu ấy? Ôi trời ơi, ba con vật luôn. Có cái đĩa to không chị Giang này? Ôi, có đĩa to. Mẹ này chóng nước giỏ ra nhà đấy. Nước giỏ ra nhà. Gai ở này. Ôi, nước giỏ ra nhà. Cho hết ở đây em chồng hết lại. Ôi, nước giỏ ra nhà anh ơi. Ôi, nước giỏ ra nhà. Để đây đây. Ôi, chọc vào tay. Đây một em nữa. Cứ thế này em thế à? Thế rồi. Ấy bơ lên. Bơ lên rồi. Cảm ơn con Nga. Chuyện chụp ảnh gửi chị. Trời ơi. Khủng đấy, là khủng này. Vãi khủng trời đấy ơi. Thì lót đi. Cái này chắc là được ở bên bên cuộc thế nào. Ok các bạn ơi, đây là bơ nhá. Chấm bơ này có nó có mặn mặn tí rồi. Chấm bơ ăn cho tổ tây. Thì cái loại này là nó luộc sẵn rồi. Thì chỉ việc ăn thôi, không làm phải làm cái gì hết. Thế bây giờ thì mấy anh chị em mình sẽ thưởng thức nhá. Chén đây, quăng vào chén. Chị em đâu? Lấy bia. Ờ lấy bia đây. Ôi, thịt đây. Mình chấm ngập bơ nào. Ngọt lắm. Cua ngọt cực. Béo, bơ béo lắm, ngọt lắm. Con ăn đi qua đây. Làm chân. Kéo cắt qua nào. Cái này cắt á. Ừ. Chưa bao giờ ăn cái này. Đi đâu làm ăn. Mấy triệu con đấy. Cắt sao nhỉ? Không tôi mẹ cơ. Đây. Không cần ông để tôi xử lý cho ông kiểm. Quậy phát. Quậy phải quậy tưng bừng. Chị sang lên. Dày, ngọt, ngon lắm. Ngọt đúng không? Ừ, thôi. Ngọt. Ăn được chứ. Ăn được á? Ăn đấy. Cắt ra ăn trong này. Cái này là bỏ, cái này là bỏ. Cắt em. Mấy em ngoài không biết. Cái này ăn được á? Ừ. Chấm cua coi. Ăn đi, ăn đi cho nó hết buồn, hôm qua bị nhăn cua. Thôi phải ở thua bằng mấy con? Một không, cà thua bên tí. Tôi 4 năm. Công phận suốt trượt à? Sáng nay bọn Nga mới tìm thấy bóng. Buồn quá. Đáng tin sao hỏa. Bảo cô ăn chửi lắm. Chửi gì? Mấy cái bọn mất dạy. Hay xui, biết cái nhà bóng đá. Vậy, đá được người ta không mà chửi người ta. Đá quá ngay. Con này cũng phải yếu đâu.
đá ngang ngửa bọn nàng Trung Quy à? Nhưng mà hôm qua Việt Nam đá với đội nào? Đá Myanmar. Mày mèo có một cái kẹo tao mà mày không nhận được. Không từ bao giờ? Tối thứ 6 à? Đâu, không từ mấy à? Không từ mấy nữa. Ăn ra được ngon. Nha. Đâu rồi hả? Đâu rồi mày dài đúng không? Ăn cái bơ cũng ngon, bơ nhá chị nhá. Bơ ngay, thơm. Nhật nó toàn ăn được không? Bơ Nhật nó ăn cua nó. Đéo. Có phải ăn đi margarine. Margarine. Đấy, nó mà ăn cái đấy, cua tôm nó ăn hết, tấm hết cái tất cả, chấm hết cái margarine đấy. Thế nhưng mỗi nước có một kiểu ăn nó. Thì ngậy quá. Đúng kiểu bọn Nhật nó phải đấy. Ngọt ấy, ngọt chứ. Hơi bé chứ nhưng cũng ngọt quá. Có gai thì khiếp luôn. Vẫn còn bé. Bé, vẫn còn bé. Con này, dạy trai này bị bắt. Ai như cái dạy quang à? Anh nhập dài này nó dạy. Anh em đã xong đã. Bóng này cứ cháy rồi. Dài này tinh dạy. Cái này bóng điện nhạt nhẹ. Nhạt nhẹ. Bóng nó coi như nóng thay ý. Tại vì một lần thay quá nhiều bóng. Đúng rồi. Quá nhiều bóng nó tắc tè. Cái nhà này phải thay hết. Cua này còn kiểu nó ăn là phải ăn kiểu lạnh lạnh. Chứ không kiểu không phải là ăn nóng được. Ăn toàn ăn đồ sang này nhưng mà ở siêu thị nó chỉ bán mỗi cái chân cua thôi. Không nhưng mà to lắm. Mấy chân cua sen. Trời ơi. Ba chân. Ba chân để xếp hàng dài. Chân người ăn có cũng thích. Hơi óp thịt. Không nhiều thịt lắm. Anh cá này ở đâu đấy? Mua rồi. Cá chị Hoài gửi lên. Cái này cua này. Cái bảo em đi á. Không, cái loại khác. Loại hơi không tầm tiêu. Hả? Nó lâu nhiều phê đó chứ được. Lâu lắm thì đói người nó đói già này. Cơm. Cơm nó ăn đi trước. Không chị ăn nấu cơm thì ăn ké. Ăn trứng nấu tao. Đi vào trứng à. Sao thịt. Ngon này, ngọt. Nhưng mà hơi cua hơi còi một tí. Hôm qua Hoài gửi lên Tuấn Anh về nó nhận nó về thế nó đến nó nhận. Ủa? Ôi xuống mực nhanh thế. Không sống thế nào. Cái rồi em cái thụt nó phát vào. Phải đợi vào cuống họng chứ. Vã nó đi. Cuống họng là gặm ngăn lại để nó cảm nhận đi. Rồi ăn cũng mắc bắt giới ở trên sân đi. ăn. Rồi thôi em cái đầu của bạn này. Trong nhà điện hơi tối, quay ngủ nét lắm. Còn gắt luôn. Bỏ cơm cá như còn gắt. Không muốn càng à? Càng hơn. Nó đúng thịt à? Ăn càng trước khi thưởng thức thịt sau. Quá. Cái gì cũng trộn. Ông chưa có một quả mà. Quả có thể nó cay á. Ớt đợt này chúng mày đặt ớt cay khiếp luôn ấy. Em dã rồi. Bình thường ấy, ăn những cái đồ gì kiểu chua chua hay là gì thì người ta cần nhiều ớt thôi. Những cái đồ như ở thưởng thức để vị nó thế này thì mình ăn ít ớt thôi. Nhiều ớt quá mất vị. Mất vị đi. Em dã. Dạ kìa. Hút luôn cả bơ. Quang nhớ thăm chấm ớt luôn ý. Thật á. Quang ăn được ra cái không? Ăn gì mà hút, ăn gì mà cái. Chị ơi. Chấm ngọc à? Chết bộ này đi chơi mất rồi. Chứ không phải, phải nói, nó bé là bé thật mà. Thì đầu tiên ăn, có lẽ phải gói là ngon đúng không? Ở Việt Nam thì không biết đến bao giờ mình như ăn này. Đúng rồi. Việt Nam con này chắc cũng phải vài trăm. Vài trăm á. Thế được vài trăm mua đi mua đi. Trời ơi, nhẹ vài trăm rồi một cân rồi. Phải được một cân không? Con là con hình đế rồi. Hoàng đế đây. Hoàng đế luôn. Hoàng đế là hình đế à? Hoàng đế. Hình đế, hoàng đế không cho nó ăn. Nó là một à? Đế đấy. Nó bây giờ tưởng là huyền đế chứ. Còn lại cua như kiểu cua gai gai chân ngắn thì nó
nhiều nơi nhiều trên mạng chỗ nó gọi là cua mẫu hậu. Cua này cua hoàng đế kia mẫu hậu. Cua này nó gọi là king crab tiếng Anh nhé. Cua cua ơi. Nó nhìn nó khiếp thiệt toàn. Con này là lại bé rồi nhá. Lúc nó rút cái chân này ra, thịt của nó to như thế này. Trời ơi, nó lại to khác. Mấy đứa bỏ tiền ra mua loại chân to nhưng mà cổ tay của mày chút bao tiền kìa. Chú bay đèn gói hả? Có chân không ấy. Hàng mũ ở bên chân không này, ba cái chân to như của tay. Không biết mấy sen không biết. Đấy, bỏ tiền mà. Triệu ba cái chân. Đồ. Đang cuộc rồi còn vô nữa hả? Ai ơi uống. Hai thằng ra đây ngồi đi. Về quá. Dọn chỗ này, mang kẹo ra đây ngồi. Ngon đây rồi các bạn ạ. Ngon quá. Đây, chén nhanh quá. À, tôi đi tìm một vòng rồi đấy nhưng mà không còn sót lại miếng thịt nào. Đánh dĩ luôn. Bạn bỏ. Thôi video này anh em xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở kênh Twitter sau nhá. Gặp lại nhớ xem. Xin cảm ơn các bạn.